Bây giờ mình sẽ thử bỏ tiền nha các bạn. Wow. Wow, từ một tờ 200.000 mà biến thành hai tờ 200.000 luôn nè các bạn. Giàu thật rồi. Bây giờ mình sẽ thử bỏ tiền nha bạn, nhưng mà lần này là 500.000. Wow, đâu tiền đâu rồi? À đây rồi các bạn ơi, từ một tờ 500.000 biết hành hai tờ 500.000 luôn nè, mình giàu to rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thử bỏ hết tất cả xem sao nha các bạn. Diệu các bạn ạ, à, không biết là để cái hộp kỳ diệu ở đây các bạn ạ. À, ở đây có một lỗ trống nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử để cái kèo mút vào nha các bạn. Wow, các bạn ơi, bỏ một cái kèo mút thành hai cái kèo mút các bạn ạ. À, bây giờ mình thử bỏ cái bim bim nha các bạn. Wow, bỏ một cái bim bim lại thành bim nữa các bạn ạ. À, thôi bây giờ mình mang hai gói bim bim này đi chia sẻ cho FVTLE nha các bạn. FVTLE. Hả, lại là con nhà nghèo à? FVTLE, em có hai gói bim bim siêu ngon này. Bim bim cuội bắp mà cũng đi khoe, đúng là cái đồ nhà quê. Nhìn nè, bim bim đùi gà hảo hạng của anh đấy, anh còn chưa thèm ăn nữa. FVTLE đừng có mà khi thương người khác nha. À quên, sao con nhà nghèo hôm nay lại có hai gói bim bim à? À, đừng có nói là em ăn trộm tiền bố mẹ đi mua bim bim nha. Em không ăn trộm. Không ăn trộm thì cũng đi ăn cướp thôi, chứ tiền đâu mà mua bim bim. Em cũng không ăn cướp. Thấy bim bim đâu ra? Thì ở đằng kia có một hộp quà kỳ diệu, em bỏ một gói bim bim vô, nó lời ra hai gói bim bim đó. Vậy hả? Ồ, mình giàu rồi. FVTLE đúng là cái đồ đáng ghét. Wow, hộp kỳ diệu mà em đô la nói nè. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ thử bim bim đùi gà vô xem sao nha các bạn. Đâu rồi? À đây rồi các bạn ơi, từ một bim bim đùi gà biến thành hai bim bim đùi gà rồi nè. Như vậy là mình giàu to rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ thử bỏng ngô xem sao nha. Đâu rồi? À đây rồi các bạn ơi, từ một cái bọng ngô biến thành hai cái bọng ngô nè. Vậy là mình giao được rồi. Bây giờ mình sẽ thử bỏ tiền nha các bạn. Wow, từ một tờ 200.000 mà biến thành hai tờ 200.000 rồi nè các bạn. Giàu thật rồi. Bây giờ mình sẽ thử bỏ tiền nha các bạn, nhưng mà lần này là 500.000. Wow, đâu tiền đâu rồi? À đi rồi các bạn ơi, từ một tờ 500.000 biết hành hai tờ 500.000 luôn nè, mình giàu to rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thử bỏ hết tất cả xem sao nha các bạn. Đây và đây, quên còn cái này nữa. Wow, cái bóp nha các bạn và cái điện thoại nữa. Lần này mình sẽ trở thành tỷ phú. Đâu rồi? Lên nào? Lên! Đâu rồi? Hộp kỳ diệu! Mau lên đi! Các bạn ơi! Mình mất hết rồi! Hộp kỳ diệu! Mau trả đây! Trả điện thoại, trả cái bóp, trả tiền đi! Mất hết rồi! Trả đi! Trả! Các bạn ơi! Mình mất cả chi lẫn chai rồi! Điện thoại, cái bóp với tiền của mình! Trả hết đi!